Kim chi đỏ ao. Cái gì vậy anh ơi? Éo gì mà. Hả? Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Một con vịt xẻ ra hai cái cánh, nó kêu rằng cắp 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 cạp cạp cạp. Gặp hồ nước nó bị bà bị bỏ. Trời ơi, trời ơi. Tha cho tao đi mày. Tha cho tao đi, tha cho thầy đi con ơi. Hả? Đéo. Đéo và đéo. Ok xong. Hai, cho đầy bình xăng đây. Rồi, cho đầy bình xăng. Rồi, mới in lên. Rồi, cầm vô cái làn. À, kim chi đỏ ao. Cái gì vậy anh ơi? Ừ. Éo gì mà.